Dạ, em mong người bạn trai của em thứ nhất là khỏe, cao 1m7. Công việc của bạn ấy phải là một công việc ổn định. Mét mấy? Dạ, 1m7. Da trắng, không để râu, không hút thuốc, không được đầu hói, không được bụng bự. Từ từ em, da trắng, trai mà da trắng hả? Dạ, đừng có đen quá. Da trắng, không để râu, không hút thuốc, không hói, không bụng bự. Dạ, em nhiều yêu cầu vậy. Còn gì nữa không? Ở nhà thì sao cũng được, nhưng mà khi ra đường là không được mang dép lào, không được mặc quần sọt, không mặc quần đá banh, không mặc áo thun ba lỗ. Đi ra đường phải chỉnh chu vẻ đẹp trai. Hàng chi của em. Chị gái, chị gái. Nhìn mặt cái coi. Em chào anh ạ. Trời ơi, chào em. Sao mà yêu cầu nhiều quá vậy? Dạ, đó là lý do ế của em ạ. Lý do ế người ta giảm giảm bớt chút đi. Dạ, em có giảm rồi đó anh. Giảm rồi đó hả? Dạ. Tính em là anh mà sai là em không bao giờ cho anh giải thích. Thì không giải thích được ngày hôm nay thì quan em sao mà giải thích? Không có cơ hội để giải thích. Sai là không có giải thích. Nếu như sai mà không có giải thích thì chia tay. Đúng rồi, sai là chỉ có chia tay chứ không có giải thích. Bởi vậy ế đó. Như sai nhưng mà mình phải cho người ta cơ hội để giải thích và cơ hội để sửa sai. Đúng rồi. Tại vì trước khi sai thì tại sao mình không thể chia sẻ với nhau trước khi cái vấn đề đã xảy ra? Trời ơi, con mà lại sai mà mới không sai được. Anh thấy thế này, cuộc nói chuyện bây giờ cũng khá căng thẳng ha. Em gái nên bớt cái khó tính mình lại chút xíu. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Anh Văn ạ. Em sinh năm 96 ạ. Em đến từ Sóc Trăng ạ. Em là nhân viên văn phòng tại công ty điện tử Asanjo ạ. Công ty ở đâu em? Công ty em ở Bình Tân ạ. Bình Tân, dạ, quê vâng. Thì ở Sóc Trăng. Dạ. Rồi, em tên là gì em? Dạ, Nguyễn Thị Anh Văn ạ. Nguyễn Thị Anh Văn. Dạ vâng ạ. Chà, tên dễ nhớ nha. Rồi, dạ. Bạn trai, giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào tất cả các khán giả trường quay, chào anh Quyền Linh. Thì em tên là Tô Lâm Toàn. Em sinh năm 1995. Hiện tại em đang là kỹ thuật viên phần mềm điện thoại. Và em đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Sài Gòn luôn. Quê Sài Gòn luôn á? Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, hầu như là em không có điểm mạnh, em chỉ toàn là điểm yếu thôi. Trời ơi. Wow. Dạ. Chuyên tốn rồi, ai cũng phải có điểm mạnh chứ. Dạ. Vậy điểm yếu của mình trước đi. Dạ, em là người nóng tính ạ. Em rất là bướng nữa. Đối với những người thân trong gia đình thì sao cũng được. Nhưng đặc biệt với bạn trai em rất là khó tính. Trời ơi, sao tự nhiên mỗi người thì dễ mà với bạn trai là khó tính là tại sao? Tại vì với bạn trai thì sau này em với bạn đó sẽ là ở chung với nhau á. Cho nên là không thể nào dễ tính với bạn đó được. À, phải có một cái ưu điểm chứ, đúng không? Dạ, em là thuộc người hoạt bát, em hòa đồng, với lại em là thuộc thể người dễ giao tiếp. Nói chung ai em cũng dễ làm thân được. Rồi, vậy là được rồi. Rồi, mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em. Ưu điểm em là khá hòa đồng trong cái công việc mà có thể là hát, đàn và ca. Khuyết điểm? Em có tật xấu ghê lắm. Xấu gì? Ngủ xấu. Ngủ xấu hả? Dạ. Ngủ sao xấu? Lăng ngái to, khi cười nó cũng hơi bị lố. Dường lố. Cười hả em? Thì cười đó, nó bị cười lố. Lố là cười sao? Hay là cười thử đi anh. Đúng rồi, cười thử coi sao. Ủa gì, đâu có gì đâu là lố. Đúng rồi, đâu có lố. Nhưng mà khi mà cái cao độ nó lên cao thì nó rất là lố. Bạn gái có cười lố không? Dạ, cười như con trai anh. Hả? Thử như cười trai cười sao thử đi. Em cười là người ta quê luôn á. Giống như là em thấy cái vấn đề đó giống như là nỗi đau của bạn đó, em sẽ cười đến nỗi bạn đó quê, bạn đó bỏ đi cười, luôn. Cười lên nỗi đau ta đó hả? Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua tổng cộng là 5 mối tình. Trời ơi. Mới nhất là em có quen một bạn đó cũng lớn em 1 tuổi. Em và bạn đó mới chia tay đây cách đây trước Tết. Mối tình sâu đậm không? Gia đình và công việc không hòa hợp được thì tụi em đã không chọn đi chung một con đường nữa. Qua 5 mối tình em rút ra kinh nghiệm tại sao phải chia tay các mối tình đó và cần làm gì để chúng ta có thể tốt cho mối tình sắp tới. Điều tâm đắc nhất mà em nghĩ sau 5 mối tình em rút ra được là không nên nhìn phụ nữ bằng cặp mắt bình thường của đàn ông. Chứ mình nhìn bằng gì? Mình phải nhìn một cách tinh tế hơn. Ví dụ như mình đã xác định quen họ thì cũng như là mình phải hiểu họ được và hiểu họ cần cái gì vào lúc nào. Ví dụ như không phải là lúc nào mình cũng phải em phải A, B, C, D, B, F gì đó. Không thể nào mà theo mình hoài được. Chứ 5 mối tình em chưa hiểu ai chứ hả? Em hiểu nhưng mà tao không hiểu em. Lạ vậy. Là sao trời? Và nhiều khi họ cần là họ cần cái thời gian dành cho họ nhiều đúng hơn. Đúng rồi, phụ nữ mà cần đàn ông chăm sóc họ, quan tâm đến họ. Em gái mấy mối tình? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Là thời sinh viên của em là được gần 2 năm ạ. Sau khi chia tay bạn đó thì em chưa quen được bạn nào là mối tình ạ. Lúc tụi em quen là thời sinh viên. Sau khi ra trường thì mỗi người có một cái công việc và môi trường khác á. Khoảng cách địa lý rất là xa nữa. Bạn đó bây giờ ở Phú Quốc. Em cũng hay ghen nữa. Cho nên là chia tay là tốt nhất. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em mong người bạn trai của em thứ nhất là khuyết cao 1m7. Công việc của bạn ấy phải là một công việc ổn định. Mét mấy? Dạ, 1m7. Da trắng, không để râu, không hút thuốc, không được đầu hói, không được bụng bự. Từ từ em, da trắng, trai mà da trắng hả? Dạ, đừng có đen quá. Da trắng, không để râu, không hút thuốc, không hói, không bụng bự. Dạ. Em nhiều yêu cầu vậy. Còn gì nữa không? Ở nhà thì sao cũng được, nhưng mà khi ra đường là không được mang dép lào, không được mặc quần sọt, không mặc quần đá banh,
không mặc áo thun ba lỗ, đi ra đường phải chỉnh chu phải đẹp trai. Hàng chi cô em. Chị gái, chị gái. Nhìn mặt cái coi. Em chào anh ạ. Trời ơi, chào em. Sao mà yêu cầu nhiều quá vậy? Dạ đó là lý do ế của em ạ. Lý do ế người ta giảm giảm bớt chút đi. Dạ em có giảm rồi đó anh. Giảm rồi đó hả? Dạ. Thôi giờ hình dung đi. Một cái người mẫu của em là như thế nào đi cho nó dễ đi. Dạ. Đẹp trai cỡ Trấn Thành là được rồi anh. Mày cũng trấn. Trấn nước. Dạ nói vậy thôi chứ trai đẹp thì để ngắm thôi, còn trai xấu mới là trai của mình. Quan trọng mình yêu thương nhau thôi. Dạ. Cái tiêu chí đưa ra dài quá anh đây anh cũng sợ phải không? Dạ. Nhưng mà hỏi một điều quan trọng thôi là em ghét nhất cái điều gì ở đàn ông? Lăng nhăng anh. Kiểu như là ga lăng quá, giống như là ngày nào mình bị mất bạn trai không hay á. Chứ danh sách mà đề nghị thế cũng dài lắm á. Rồi bên kia, mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Dạ thì mẫu người lý tưởng của em thì cô gái đó cao bằng em hoặc là thấp hơn em cũng được. Em mét mấy? Em mét 7 chẳng. Em thì không cần mập quá cũng không cần ốm quá. Cô đó đưa ra cái tiêu chuẩn dài dòng dọc như vậy á. Em dạ. Cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Tầm 70-80%. Nhưng mà anh có hút thuốc không anh? Thì lúc trước có, bây giờ là đang trong quá trình được gọi là giảm với lại là kiêng luôn. Thường thường em thấy bạn trai hay nói là anh thương em, anh sẽ vì em sẽ bỏ tất cả. Nhưng mà cuối cùng quen được rồi cũng hút cái bình thường. Cái đó không có đâu. Như là những gì anh hứa với em có hứa cho vui không? Nếu như mà mình cái gì mình hứa được, mình làm được thì mình mới hứa. Nói chung là con trai thì nói được sẽ làm được, em mong anh như vậy. Mọi người con gái em thích nữa là tóc ngắn xíu cũng không sao, để mắt kính thì càng tốt. Bên kia lấy kiến đeo vô đi. Nhưng mà lỡ em không thích đeo mắt kính thì sao anh? Không sao hết, đó chỉ là mẫu người lý tưởng của mình đưa ra thôi. Nhưng mà lỡ em bướng quá, em không nghe lời anh, em hay cãi anh, em hay nhận hờ vu vơ thì làm sao? Em bướng thì anh nương. Thiệt không? Thiệt. Trong tình cảm mà một người càng nóng mà người kia nóng hơn thì chắc chắn đổ vỡ. Mà một người nóng, một người lạnh, mà một người làm nguội đi bớt thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Em ít tuổi nhưng mà thường thường suy nghĩ em cũng hay chín chắn á. Thì nhưng mà đôi lúc em cũng hay trẻ con, thì anh có chịu được cái tính đó của em không? Anh thích trẻ con mà. Nhớ nói đó nha. Rồi có cần tôi coi mặt giúp không? Dạ có ạ. Bụng hơi bự được không? Dạ chắc để em xem mặt lại. Được. Chừng nào tiến tới hôn nhân được em trai? Trong vòng từ 5-6 năm. Có vậy? Thể sớm hơn. Thì 5-6 năm là sao? Thì bây giờ em là mới 23 thôi. Trời ơi, bây giờ tới 5-6 năm nữa mới lấy vợ hả? Có thể nó sớm hơn. Công việc đã ổn định hết, có thể sớm hơn vẫn cưới được. Để chị hỏi bạn gái cái em muốn chừng nào lập gia đình. 2-3 năm nữa cũng được, chị không sao. Bên đây 2-3 năm thì nghe được rồi. Chứ 5-6 năm nó xa lắm, còn xa đúng lắm rồi. Em có làm dâu không? Làm dâu được. Em á. Em thì ở rể. Ta hỏi là mai mốt lấy vợ về á, có vợ có cần phải làm dâu mẹ mình, gia đình mình không? Bạn ấy muốn em ở rể, em vẫn ở rể bình thường. Không bắt buộc bạn đó phải làm dâu. Thấy cặp thì cũng hợp lý đó, ông này cũng sức dầu thơm thơm thức luôn vậy đó. Con trai bây giờ điệu hơn con gái nữa thiệt tình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi, em trai đi với ai? Thì anh em đi với cháu em. Chào cháu. Dạ chào cô và chú Quyền Linh, chào tất cả mọi người. Anh tên là Nguyễn Lâm Mục Ngân, là cháu của cậu Ti. Rồi. Này cháu thấy hai cô chú trên này sao? Dạ cũng được. Có cái một cái tật lạ là cậu em thích hát vào 12 giờ đêm á. Ý là hát vu vơ hay là sao? Dạ không. Có khi mà đang ngủ giật mình luôn á. Hát mình dạ đúng rồi. Mà hát lớn hay là hát có micro hay là hát không hay là? Dạ hát hát đàn nữa cô. Vừa đàn vừa hát. Dạ đúng ngồi rồi. Ngồi một mình. Dạ đúng có rồi. Có bị tự kỷ không em? Dạ không. Bây giờ đó mới thả hồn theo âm nhạc. Dạ. Mong là hai người thành đôi. Con thấy cậu con hát con nghe con thích không? Dạ cậu con hát cũng được. Khuya 12 giờ con hát thấy con thấy thích không? Giật mình. Chỉ có vợ cậu con còn nghe được chứ hàng xóm ta cũng không chịu đâu. Cảm ơn con. À, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ chào cô. Kính thưa mà cô Cát Tường với chú Huyền Linh, tôi là mẹ của anh Văn. Thấy bạn thì cũng được. Quyết định của con à, má cái gì cũng được mà. Nhưng mà má thấy thì má ưng không? Má dò má thấy giá thì sao mà nghe nói mà nửa đêm lên ca má cũng hết hồn. Má sợ rồi ha. Má thấy sợ rồi. Lâu lâu hát một lần nghe cũng vui mà. Lâu lâu hát một lần thì nghe vui mà hát hoài người ta sợ. Bây giờ đầu tiên á, mở rào ra đó, em sẽ thể hiện cái tài năng tài lẻ của mình cho cô ấy nghe. Dạ. Cho cô ấy thấy ha. Dạ. Để gây cảm tình với cô ấy được không? Dạ được. Rồi. Rồi, kéo rào. Thì chào anh, tên là Toàn. Dạ, em tên là anh Văn. Anh cũng có chút tài lẻ thì anh biết sao thì có thể hát tặng em một bài.
và dạ, tất cả các khán giả tại trường quay. Rồi, đây có sẵn đàn cho em luôn. Dạ. Hay là anh đàn em hát có được không? Em hát bài Duyên Phận có được không? Cái bài Duyên Phận đó thì anh chưa có biết trước. Thì em cứ hát thì cái nào anh hát theo được, anh hát theo hộ em. Ok anh. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Rồi anh hát đi, vậy anh hát đi. Người hát một dòng nhạc mà một người đàn một kiểu nhạc. Coi như đây là 12 giờ đêm đi em. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngậm ngừng, khi đôi tim dùng tình yêu đường. Đừng ai chỉ, vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau, dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta dần hờn mất bao lỗi lầm. Đừng mai sau mình ra nua, thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi che cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm mềm. Khi em yêu lòng, khi em môi mềm, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Baby, baby, do you wanna marry me? Baby, baby, do you wanna marry me? Baby, baby, do you wanna marry me? Rồi, xin mời. Rồi, đưa đây, đây. Đó, bây giờ mình tặng quà gì tài lẻ của mình, làm bánh gì đó tặng cho em gái đi. Ủa, bánh làm luôn đó hả? Hay quá. Để có tặng em bánh anh Châu. Dạ em cảm ơn. Rồi, tâm sự đi hai bạn, cảm nhận về nhau đi, trong lần đầu tiên gặp mặt mình thấy như thế nào? Anh nói trước đi. Cái tiêu chí của em đề ra thì anh không có được khoảng 100%. Nhưng mà nếu như mà có cơ hội được đi với nhau xa thì anh có thể hoàn thiện mình theo từng ngày. Dạ vâng, nhưng mà em hay ghen lắm. Nhìn gái đẹp thì bình thường, em cũng nhìn trai đẹp, anh cũng nhìn gái đẹp. Nhưng mà quan trọng là người đẹp trong lòng của mình nhất là vẫn phải là hai đứa mình. Không ai có quyền cấm mình phải nhìn hết. Nhưng mà quan trọng là đừng có đi xa quá với cái vấn đề là nhìn thôi. Nếu như mà có nói chuyện thì cũng nói chuyện xã giao thôi. Ví dụ như tính chất công việc của em hay nóng tính, với lại em mà bực chuyện trong công ty là em hay dồn chút hết vào người yêu của em, thì anh có thấy là khó chịu không? Anh có thể làm em bớt được cái sự nóng tính đó thì anh sẵn sàng. Em hay giận vu vơ lắm. Lỗi không phải là của anh nhưng mà em cũng giận anh thì sao? Quan trọng là hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau. Tính em là anh mà sai là em không bao giờ cho anh giải thích. Thì không giải thích được ngày hôm nay thì qua ngày hôm sau mình giải thích. Không có cơ hội để giải thích. Sai như... là không có giải thích. Nếu như sai mà không có giải thích thì... chia tay. Đúng rồi, sai là chỉ có chia tay chứ không có giải thích. Bởi vậy ế đó. Kỳ vậy. Như sai nhưng mà mình phải cho người ta cơ hội để giải thích và cơ hội để sửa sai. Đúng rồi. Tại vì trước khi sai thì tại sao mình không thể chia sẻ với nhau trước khi cái vấn đề đã xảy ra? Trời ơi, con mà người mà sai em rồi làm mới sao được. Mà không sai được. Ví dụ bây giờ mình chưa về chung nhà thì làm sao mình giải thích được với nhau liền được? Thì công việc của anh nó đang có một cái vấn đề, như em đang nhắn tin, bạn đó nói chuyện bình thường đi. Mà ngay lúc đó anh đang làm kỹ thuật phần mềm thì khi lúc đó khách vô đông quá, anh không thể trả lời tin nhắn em được. Và cũng không thể giải thích cho em được là không lẽ tại lúc đó khách đông anh không có nhắn tin cho em được. Thì ví dụ như lúc đó em không cho anh thời gian giải thích thì làm sao em biết được là anh đang trong tình trạng như thế nào? Em là người của công việc, em bận tới nó mà không trả lời bạn trai được. Cái đó em hiểu được vấn đề đó, nhưng mà ý em đang nói đây giống như là tại sao trước khi anh chở một cô gái đó anh không nói với em là hôm nay anh đi với cô gái đó như thế nào. Em mà thấy rồi thì thôi, kiểu như là sai không có giải thích. Vậy thì phải nói vô cái chủ đề ghen. Cái trong cuộc sống anh nói không được sai. Trời ơi, một ngày tôi sai 80 lần luôn. Ghen dữ lắm đó. Chịu nổi không? Dạ cực kỳ ghen. Phụ nữ mà ghen thì bình thường, ghen dữ lắm thì mình cho một tí nước lạnh vô là nó hết ghen thôi. Vậy em thích kiểu người lãng mạn thì sao? Cái đó lạnh dư rồi. Công việc của em á, nhiều khi em hay đi nhậu với lại sếp nè, với lại mấy anh đồng nghiệp nè. Thì nếu như mà trong trường hợp đó là vì công việc và nói chung là không có gì là quá cái giới hạn thôi, thì cứ nhắn tin cho anh trước, nhưng mà đừng có gì trong cái cuộc nhậu, đừng có gì là làm quá lên thôi. Đâu có gì, là đi nhậu lỡ say thì lỡ nắm tay nắm chân thôi chứ có gì đâu mà. Cái đó sao lỡ được, cái đó thì là... say mình đâu có kiềm chế được bản thân đâu mà. Say không được giải thích. Say là không được giải thích. Say là không được giải thích đó. Chính xác.
thì được cái anh không biết nhậu. Anh không biết nhậu hả? Anh không biết nhậu. Anh em của em là ai? Nói chung là khi về làm kể nhà em đều phải biết nhậu. Mà từ từ quê em Sóc Trăng là nhậu mạnh lắm. Mẹ anh quê cũng Sóc Trăng. Ồ vậy hả? Vậy nhưng mà nếu như lỡ mình có đi đến hôn nhân thì anh sẽ làm gì để giúp cho cái gia đình của mình nó được tốt hơn? Một cái gia đình mà tốt là phải tốt từ gốc trước. Cả hai đều tốt và đều yêu thương nhau. Nghĩ về một ngôi nhà thì chắc chắn gia đình nó sẽ hạnh phúc. Nếu đã xác định từ nhau, cùng nhau đi từ đầu thì nên cùng nhau xây từng viên gạch. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói cảm nhận của mình. Khi mà mở cánh cửa ra, anh nhìn gặp được em thì anh cũng hơi run một tí. Cái mẫu người đàn ông của em thì nó hơi cao hơn với anh tí. Nhưng mà đối với anh thì chỉ cần em gật đầu là cái gì anh cũng chịu. Dạ, nếu mình chịu đựng được nhau, nếu mình cùng nhau vượt qua thì sẽ là ổn thỏa thôi, đúng không? Anh thấy thế này, cuộc nói chuyện bây giờ cũng khá căng thẳng ha. Em gái nên bớt cái khó tính mình lại chút xíu. Chàng trai bên đây á, năng động, cũng nhanh nhạy, biết chịu đựng được hay không cái khó đó. Quan trọng mỗi người sẽ dìm bớt cái cá nhân, cá tính mình lại chút xíu thì mới ổn nha. Bây giờ chúng ta phải nhắm mắt lại, kiểm tra lại một lần nữa. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn nha. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn, như những gì anh Quỳnh Linh đã vừa mới nói. Không thích không sao cả. 1 2 3 Bên ngoài thì rất là xứng đôi đó, nhưng mà phải bớt cái tôi mình xuống một chút xíu. Lạc mềm buộc chặt, nhẹ nhàng mới giữ được chồng. Mời bạn nam. Rồi, mời với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Rồi, em tên em là Lê Phú Nhật Đan. Em đến từ Bạc Liêu và năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn phòng. Từ Bạc Liêu lên đây tham gia chương trình ha em. À dạ anh Quyền Linh. Rồi mời bạn trai. Rất vui hôm nay được gặp mọi người đây nhỉ. Đầu tiên em xin chào MC anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Cát Tường và chào toàn thể quý vị khán giả ở đây một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Phạm Văn Ngời, em đến từ Hải Dương. Em đang làm ở một nhà máy ở Long An. Cô nghe của em là kỹ sư về chất lượng, tức là em là về bên chất lượng, tức là anh nào vào công ty nào nó cũng phải có một cái bộ phận chất lượng, bộ phận sản xuất và bộ phận chất lượng. Bộ phận chất lượng là mình sẽ đảm nhiệm về cái chất lượng của hàng hóa. Thì hiện tại như em đang làm cho các công ty là khi mà khách hàng ví dụ như anh phải làm cho tôi cái sản phẩm như này theo cái yêu cầu chất lượng như này, thì em sẽ có trách nhiệm là từ cái tiếp cận những cái ý kiến của khách hàng thì em sẽ bắt đầu đưa về công ty và em sẽ theo sát cho công ty có đáp ứng được như vậy không. Và khi khách hàng đến hỏi là cái hàng có đáp ứng hay không thì khách hàng sẽ kêu em ra đầu tiên. À, từ Long An, Bạc Liêu. Bạc Liêu. Vâng. Em có đi Bạc Liêu lần nào chưa? Em chưa được đi Bạc Liêu nhưng em đi Cần Thơ mấy lần này. Rồi, cái vị trí địa lý của hai bạn cũng khá xa nhau. Dạ. Đối với em cái đó không là vấn đề gì cả. Bởi vì nhà em quê Hải Dương nhưng mà em đi Hải Dương rất nhiều. Thậm chí em đi cả vòng quanh Đông Nam Á luôn. Và nếu mà tình yêu ấy thì xa như vậy chứ xa nữa đối với em không là cái gì cả. Rồi, yêu nhau là ok. Yêu nhau là cũng có xa ha. Dạ vâng. Rồi. Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là nấu ăn, làm bánh, có thể chăm sóc tốt được cho người khác. Còn nhược điểm của em là em hát tương đối dở, hơi run trước mọi người ạ. Giờ dạ. Đang run đúng không? Dạ. Rồi, thở sâu không sao cả ha. Dạ. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em rất là chân thành. Khi em nói chuyện gì ra là cái đảm bảo cái chân thành của em rất là cao. Em rất là công bằng khi mà em đưa ra một cái ý kiến, nhưng nếu mà có một bạn nào đưa ra cái ý kiến mà em cảm giác em suy xét lại cái đó hay hơn em sẽ chấp nhận, chứ không bao giờ mình lấy cái ý kiến của mình là phải là nhất. Anh vào miền Nam này lâu chưa? Em vào miền Nam là phải tính là đến gần 20 năm rồi. 20 năm. Dạ anh vâng. Có thích người miền Tây không? Em cực kỳ là thích người miền Tây luôn á. Tình trường mình như thế nào em? Dạ em có một mối tình là thời sinh viên và tụi em đã chia tay cách đây khoảng 2 năm rồi. Sau này thì em có quen, đó là qua may mối chưa được một tháng nhưng mà ảnh đòi là cưới liền, nhưng mà em thấy cái đó là tìm hiểu chưa chín chắn nên tụi em đã dừng lại và coi nhau như anh em với nhau ạ. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà được thì chừng nào em muốn chừng nào mới đám cưới? Cái đó là còn phải do hai người là có thể có thật sự để hiểu với nhau và đi đến hôn nhân được không? Còn bạn trai, tình trường bạn thế nào? Em chưa có mối tình nào cả. Qua cái yêu gì luôn? Em chưa có một tình yêu. Nhưng mà giờ yêu được không? Cái đó là cực kỳ luôn đấy, bởi vì em lên lịch nhiều lắm mà em chưa gặp được cái tình yêu từ hai chiều á. Thế nhô, rồi xem nói lẹ dữ vậy em. Em phải nói là em sợ là chương trình không đủ cái thời gian cho em nói á, bởi vì em rất là nhiều thứ. Bình thường ở ngoài đời có nói chuyện nhiều vậy không? Em nói chuyện rất là nhiều. Nói nhanh vậy luôn hả? Vâng, em nói được như vậy.
Rồi, bây giờ em muốn mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cái bạn gái thì chỉ cần gọi là đối nhân xử thế hợp lý, là tức là mọi người không không có phải là chê trách của giống như anh Quyền Linh hay giống như chị ấy, tức là mình biết đối nhân xử thế, tức là trong những cái ở bất cứ chỗ nào cũng vậy, mình luôn làm cho mọi người hài lòng vui, không ai chê trách mình, đó là tuyệt vời. Bây giờ mình trả lời phỏng vấn yes no question thôi nha, cho nó lẹ nha. Yes. Có làm dâu không? Không, nhà em không, bởi vì là mẹ em ở ngoài Bắc, mà em thì tính lập nghiệp trong miền Nam. Không cần giải thích, chứ cứ yes no được rồi. Sorry, I forgot about that. Lấy nhau về kinh tế gia đình ai quản lý? Cái này thì em tôn trọng cái là phụ nữ của Á Đông của mình, tức là người phụ nữ sẽ là cái không vấn đề. Không cần giải thích, chỉ vợ với chồng được rồi. Sorry. Ngoại hình có yêu cầu chiều cao, vóc dáng, gương mặt? Dạ, chiều cao thì em rất mong muốn là cái bạn gái của em được từ 1m50 đến 1m60. Tóc dài hay tóc ngắn? Ngày xưa hồi nhỏ thì em rất là thích các bạn tóc dài. Nhưng sau này em thấy mà tóc ngắn hiện đại thì cũng rất là ok. Tức là miễn sao mà em nhìn thấy em rung động em thích là giờ ok. Giờ mà em thích tóc dài cũng được không? À vâng, dạ, thật vâng. Ừ, rất ít. Giờ dài, tóc ngắn không à? Ít tóc được không? Yes or no thôi. Yes. Yes, rồi được. Anh xem đàn gái thế nào nha. Dạ, em cảm ơn. Chào em gái. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Nãy giờ nói chuyện em có cảm nhận được như thế nào không? Dạ em thấy ảnh có vẻ là người vui vẻ. Như con cái anh nghi ngờ là 37 tuổi vẫn chưa có người yêu lần nào hết. Từ em cảm nhận nha. Dạ. Em ghét gì, tính gì ở người đàn ông? Ích kỷ, không quan tâm tới mọi người, xem cái tôi của mình là lớn. Anh này có thể làm được điều đó? Dạ. Về ngoại hình á? Ngoại hình á thì em không quan trọng, cần là nhìn được là được. Quan trọng gì tóc tai không? Dạ không đó anh. Tại vì em nghĩ tóc tai là mình cũng không muốn, là có khi ít tóc mình cũng đâu có muốn là mình ít tóc. Đúng rồi. Dạ. Vậy được, anh này nói chung là anh thấy ổn đó. Dạ. Hôm nay mình đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi với mẹ, anh trai, em gái và cháu của em ạ. Chào cô Quốc Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cháu trai hôm nay, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của bé Đan. Tôi có mấy lời thấy cháu trai bên đây thì cũng chững chạc. Cô cũng là muốn hỏi cháu là cháu có ngại gì vì cháu là người miền Bắc mà cháu nhà cô thì người miền Nam. Thì thưa với cô là con không có phân biệt ở đâu cả. Mà thậm chí là con còn dành tình cảm cho người miền Nam, người miền Tây là nhiều hơn ngoài con. Bởi vì con đã xác định con lập nghiệp trong đây rồi. Hiện tại là con cũng có bên gia đình, con có cả cha nuôi là người Bến Tre. Rồi các anh chị cũng là người Bến Tre rất là đông. Và bạn bè con là ở Long An và ở Cần Thơ rất là nhiều. Cùng từ hồi học đại học đến giờ mà thậm chí là con về miền Tây còn nhiều hơn là con về ngoài Bắc nữa. Rồi, coi như không vấn đề gì hết cô. Vậy thôi, vậy thì con hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu rồi sớm tiến tới hôn nhân. Bị gì cháu nhà cô thì nó cũng ế lâu quá rồi, muốn mong cho được sớm xóa ế. Vậy cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Thôi cho em gặp bên đàn trai đi. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là cha nuôi của bạn trai. Cha thấy là cái mối duyên này dường như là ok. Cha cũng mong con và cháu muốn hẹn hò thì cứ tìm hiểu để rồi đi đến cái cuộc hôn nhân. Cảm ơn chú nhiều. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ vâng. Mở lên là hát liền luôn. Vâng. Anh có này xin tặng. Từ khi em đến, mây bốc xanh quanh đời tôi, mùa hoa tím tím cũng theo em trên bờ vai, mắt thu em hiền, hoa mộng xưa bỏ đi năm nào, nay về đây cười bên hiên vắng. Giấc mơ vẫn quay đều, giấc mơ giữa mây trời. Xin gửi đấy một trái tim chân thành đây à. Lấy cảm tình liền thấy không? Thôi tưởng đâu giọng hát đang cường chứ bộ. Lady first, anh muốn nhường em nói trước, em cảm nhận nào về anh? Em thấy anh là một người vui vẻ, có thể tạo được tiếng cười cho mọi người, chín chắn à. Anh rất là chững chạc luôn chứ. Anh hình dung em là nói chung là nó không giống như ở trong cái đầu của anh đâu. Là một cái cô gái anh gặp như nào đây là xinh đẹp. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại gặp ở đây để thấy còn xinh đẹp hơn nữa. Thì rất là bất ngờ. Dạ, em cảm ơn anh. Rất là bất ngờ. Và anh hôm nay cũng rất là vui, rất là cảm nhận được từ phía gia đình nhà mình như cô vừa lại chia sẻ đấy. Không có phân biệt gì vùng miền cả. Anh rất là chân thành rồi. Bây giờ là chỉ có do em thôi. Và anh thì anh dám đảm bảo một cái là cái con tim của anh nói câu nào là thật câu đó. Và nếu mà em có thời gian thì em có thể xem về cái CV ở gia đình nhà anh. Thì từ gia đình, từ bố anh, sinh anh, rồi đến cha nuôi anh, độc người tốt không à? Không có hay sự ấy rồi. Được mọi người rất là yêu quý.
mình có ngại rồi yêu xa không anh? Mỗi một người đều có một cái công việc cố định của người đó, thì là cái thời gian gặp rất là ít. Anh cho em một cái cụ thể luôn, tức là bây giờ nếu mà mình quen nhau mà em cảm thấy chấp nhận đấy là em chấp nhận, còn anh chấp nhận rồi đó thì nếu mà được ấy, thì là một tháng anh thăm em là anh sẽ đi là ok ngay. Có nghĩa là tóm lại là bây giờ trong lúc yêu nhau là một tháng thăm một lần, ít quá vậy. Bởi vì là đang nói hơi xa tí thì chắc là bạn cũng không muốn em mà đi nhiều quá để ảnh hưởng sức khỏe của em. Chắc là em nghĩ là bạn cũng không muốn như vậy à? Sao em muốn tháng mấy lần? Đầu thì em nghĩ là chưa tìm hiểu nhiều thì một tháng một lần. Nhưng mà em nghĩ là khi mà tìm hiểu thì dĩ nhiên là muốn tìm được hiểu nhiều. Tháng mình có thể gặp nhau được bao nhiêu lần à? Cái này chắc anh cũng lại phải cho em quyết định luôn đấy. Yêu nhau mấy núi cũng neo mà, đâu có ngại gì đâu. Em mời anh xuống mà thời gian nhiều quá thì có ảnh hưởng tới công việc của anh không ạ? Cái này anh sẽ phải sắp xếp là hợp lý. Một lần được không? Được, xong mình cố gắng để đi trong vòng 2-3 tháng là bắt cưới luôn. Kêu hai đúng bên rồi. Đấy, em chia sẻ một chút là em thích anh chuyển về đó làm hay là anh làm ở đây. Chứ còn anh cũng không thích, anh làm đây mà vợ anh ở xa anh cũng không thích à. Bởi vì tính này là anh, cái tuổi thì nó cũng không còn nhỏ thì nói anh phải vợ đâu chồng vâng, đó. Từng giờ từng phút một mình phải dành cho nhau chứ không phải là vợ chỗ này chỗ kia này. Nó nhanh lắm, bây giờ chẳng mấy mà lại giống như mình. Việc của anh thì giống anh là sao? Anh lớn tuổi quá rồi. Lớn tuổi là sao? Bởi vì em nhớ cái hồi chia sẻ là hồi mà anh đóng những cái bộ phim ví dụ như là cái bộ phim Đồng Tiền Sương Máu này hay là những đèo đường Phú Sa hồi đó đẹp trai lắm. Đẹp trai sau đợt mà Lý Hùng hay là Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh là em thần tượng đến anh Quyền Ninh. Đấy, giờ đến bây rồi. Giờ thì em cũng không thần tượng lắm. Giờ là già xấu rồi hả? Giờ thấy cũng kỳ kỳ á. Trời ơi, vậy là nói anh đã qua thời rồi đó hả? Cái hồi mà em đang học đại học năm nhất, năm hai rồi cấp 3 đấy, em cũng lấy hình của em ra em so, em thấy em cũng rất là ok. Hồi đấy nó không giống như bây giờ. Nhưng mà tại sao mà tại sao anh Quyền Ninh thì anh hên, anh cũng rất là khổ nhưng mà anh vẫn hên được vào sân khấu rồi anh nổi tiếng vậy. Còn mình không nổi tiếng được, nhiều lúc em cũng buồn lắm chứ, em cũng theo. Rồi giờ quay lại chuyện này nè, quen chừng một vài tháng thôi phải cưới lẹ chứ còn đi kiểu đó là cũng mệt. Dạ. Cưới sớm được không? Em với anh lấy nhau mà em chuyển công tác về bên anh thì lúc đó sẽ như thế nào ạ? À? Thế thì cực kỳ tốt luôn chứ. Mà anh luôn luôn là để cho em chọn. Thích là ở Bình Dương em làm hay thích Sài Gòn hay là em thích ở Long An. Còn ví dụ như mà nếu mà khi mà đã yêu nhau, lấy nhau rồi thì em bảo bây giờ em thích ở Bạc Liêu ấy. Mà thì anh cũng sẽ cố gắng anh tìm cái công việc của anh xem có cái gì đó phù hợp không. Ví dụ có thể anh về đó, anh kiếm một cái công ty gì mà nó giống giống công việc của anh. Hay là có thể là đi dạy tiếng Anh mà kiếm được tiền để đủ cho gia đình. Mà anh thấy thì ok thì anh vẫn cứ ok chứ. Cái đấy là... Tuyệt vời rồi gì nữa. Mình, từ khi mà lúc mà màn đến bây giờ anh cảm nhận ấy, em là trong trái tim anh rồi đấy. Anh hy vọng có một ngày nào đẹp trời ấy, thì có một cái tin nhắn gì đấy thì em có thể nói với anh là mình cưới được chưa thì ok, là anh chỉ cần đợi ngày đó thôi. Nãy giờ nói kịp hết chưa? Nói kịp hết những ý chuẩn bị chưa? Em chắc cũng được 40% rồi. Rồi chút xíu xuống dưới nói thêm 60% nữa nha. Vâng. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận xem đây có phải là người mình đang chờ đợi, đang tìm kiếm hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Nắm tay nhau luôn. Con xin phép bác, xin phép gia đình nhà mình luôn. Hôn em một cái. Tự giác không cần nhắc nhở. Làm liền vậy đó đúng vậy không? Mới được chứ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ em giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin cho em được gửi lời chào trân trọng cũng như là gửi hết tình cảm yêu thương của em đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình trực tiếp cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gửi lời chào đến một nữ yêu hư bên kia. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em tên là đầy đủ là Phan Thị Xuân Ngọc. Năm nay em 33 tuổi rưỡi. Công việc của em hiện tại là em buôn bán, kinh doanh online tự do, quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, mắt kính, em bán khô gà, cơm trái. Coi như kinh doanh tất tần tật. Dạ, tất tần tật. Bách hóa tổng hợp là kiếm dạ, em. Dạ, lao động là vinh quang. Em sinh ra lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Danh Dễ. Dạ, em năm nay là 31 tuổi anh. Làm công ty ở Đồng Nai, quê em ở Kiên Giang. Ví dụ như xa nhau vậy thì tụi em hẹn hò như thế nào, có ngại không? Dạ, cũng bình thường chị, nếu mà yêu cầu bạn gái thì em cũng qua được mà chị. Cũng gần mà, chỗ nào, thì đoạn nào em? Em phải chủ động chứ, sao bạn gái chủ động được anh? Ý anh là em muốn chừng nào anh tới chừng đó. Bất kể ngày đêm.
Công việc là gì? Bên đây chị Tường chưa nghe rõ không? Dạ là làm công nhân nhưng mà là làm lái xe chị. Lái xe nâng chị, nâng hàng chị. Lái xe nâng. Xe tăng đầu lái em. Xe mình làm việc là giờ hành chính hay sao em? Dạ em làm hành chính không chị, 8 giờ làm em, 5 giờ em về chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Em năng động, em sống lạc quan, em thích đi từ thiện. Em có thể hát, em có thể làm MC, em có thể pha chế, em có thể nấu ăn. Tính em thì rất là trẻ con. Có thể là cái tuổi so với lại cái tính cách nó hơi bị trái ngược nhau. Mình trẻ thì mình vui vẻ, mình đẹp đẽ thôi. Nhưng mà nhiều người tại nhìn mình á là cảm nhận mình không chững chạc. Ai người ta hiểu mình thì người ta sẽ chia sẻ và sẽ chấp nhận mình thôi. Nói chung cô gái em bên kia là một cô gái rất là năng động ha, rất là giỏi trong cái việc kinh doanh, rồi á là biết quan tâm mọi người, biết tham gia những cái chương trình xã hội thiện nguyện như vậy tốt rồi. Có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì em trai? Em ưu điểm chắc em không có anh. Tài lẻ gì không? Em chắc không. Không có luôn. Dạ. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu chắc nhiều quá. Hơi cọc anh. Nói chuyện bên kia là phải nói chuyện là dễ nghe, nhưng mà đừng có nói chuyện mà khó nghe. Khó nghe, khó nghe làm cọc liền hả? Dạ. Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Thật sự ra không gọi là mối tình nữa. Tại vì tính em ngay từ đầu em chia sẻ là em trẻ con quá. Mọi người thích em cũng cái điểm bắt đầu. Nhưng mà mọi người lại không thích em cũng từ cái điểm bắt đầu đó luôn. Thế bạn trai, em có mấy mối tình rồi? Cũng có một mối tình anh. Năm em 22, 23 tuổi đó anh. Em học xong cấp 3 là em đi lính. Đi tới 2 năm rưỡi lận. Đó rồi cô đó nói chắc không được. Vậy thôi hả? Sao nó nhạt nhòa chóng vánh quá vậy? Trời ơi, nó coi vậy đâu có. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả? Dễ. Dạ em rất là dễ anh. Hiền hậu, kính trên nhường dưới đó anh. Dạ anh ơi, không có hiền hậu mà hơi tăng tăng được không anh? Đó cũng được, có sao đâu. Bên đây lớn hơn bên kia 2 tuổi phải không? Dạ em bình thường chị ơi. Ta nói dễ, rất dễ mà. Cái gì cũng được hết đúng không? Dạ được hết. Trời ơi dễ quá, nhưng mà sao không ai chịu kỳ vậy ta? Dạ tại vì em làm công ty là nam không chị ơi. Bên đó là dễ ẹt à, còn bên sao mình cũng được hết, để mình có đưa ta tiêu chí gì không? Em chào anh gái. Chào anh Quyền Linh. À em có món quà gửi tặng anh Quyền Linh. Trời ơi, mới qua có quà rồi ha. Dạ, anh nổi tiếng rất là nhiều trong phim Đồng Tiền Sương Máu. Cảm ơn em nhiều nha. Dễ thương quá. Vấn đề chỗ là em muốn cái người đàn ông như thế nào? Cho em được ước muốn thì em thích người đàn ông của em mạnh mẽ. Mạnh mẽ, anh này mạnh khỏe luôn. Em cần một bầu vai. Vai chắc luôn. Biết yêu thương mọi người, biết chia sẻ. Có không? Và phải có cái có cái tâm. Cái tâm dạ. Tốt ha. Yêu thương em cũng như là yêu thương ông bà cha mẹ của em. Được không ông trai? Dạ được. Có cái điểm này em không thích. Đừng có lừa dối em. Rồi, để chị dạ. Qua chị coi. Đúng thử coi. Chị Tương. Rồi ở xa vậy, thí dụ như Bắc Rễ được không? Dạ không, cái này em theo chồng thì được. Xuất ở giá bên đàn trai ha. Hơi rám nắng. Trời, rám quá. Quá rám luôn. Hiện tại làm ngoài nắng không hả? Hồi nhỏ lớn là em vậy đó chị. Vậy đó hả? Dạ. Nãy tôi tính nói mới đi quân trường 5 rưỡi đen đen chứ đó vậy đó hả? Dạ. Mai mốt lấy nhau về thì mình có cần làm dâu không em? Thì em cũng dễ lắm mà, bên nào ở cũng được mà. Dạ bây giờ dễ. Nếu mà hẹn hò nhau thì hẹn sao? Đừng nó cũng dễ luôn nha. Vậy em lên bạn gái là em thăm bạn gái được bao lâu được lần? Thì là do bạn chủ động thôi. Chủ nhật là em rảnh đó, nếu mà rảnh thì em chạy lên em thăm. 4 cái chủ nhật. Dạ. Đi vậy chắc đen dữ nữa. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ thưa chị, em đi với lại các cô trong nhóm từ thiện và những người bạn thân của em. À rồi. Dạ xin chào Huyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Mình là cô của Xuân Lộc. Chuyện mà đi từ thiện đó là lúc nào cũng có Xuân Lộc hết đó. Rễ nhìn á thì rất là chân thật. Biết lại được một cái là cao, to. Cái đó là đàn ông như đó là đủ chuẩn rồi. Ở xã hội này kiếm một cái người chân thật rất là khó. Chú rể đó thì ít đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người thì có vẻ như là chưa có thông suốt và nói chuyện cũng chưa có chuẩn. Nhưng mà mình tin rằng với Xuân Lộc thì cái chuyện mà Xuân Lộc sẽ bổ sung những khuyết điểm của chú rể này đó thì rất là tốt. Mình mong cho cháu và cậu thanh niên này đó có cái kết quả tốt đẹp. Cảm ơn cô. Hay quá. Thôi bạn trai hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi con mình anh. Mình hả? Tội nghiệp không? Ở dưới quê thì em có mấy anh em? Dạ có 2 anh em. Em thứ 2. Còn đứa em kia là? Em gái. Em gái đang làm cái gì?
Em gái ở dưới quê mà làm cũng làm công ty anh. Ba mẹ em ở nhà không anh? Là làm ruộng á. Nếu như cái cô gái bên kia cũng đủ bản lĩnh, ví dụ giờ cậu bán hàng online em ship hàng được không? Được, đó dễ mà. Này ship được à, trời ngoài nắng cũng được, hợp lý lắm mà. Lên phụ ha, bán hàng kinh doanh online là cần những người thân tín để đi giao hàng, đi ship hàng đúng không em? Nói chung thấy tội lắm ha. Một thân một mình ở thành phố này, xa gia đình bao lâu mới về lần dễ? Năm về luôn anh. Nhớ nhà không dễ? Ba mẹ khi nào gọi điện lên thăm không? Thôi, chia sẻ với dễ điều này, anh cũng đã từng xa nhà rồi, mình hiểu được ha. Vấn đề giờ tìm được cái người cùng đồng hành để có thể quên đi những cái nỗi buồn đó ha, dễ ha. Rồi, thôi vui lên nào, cho anh tràng pháo tay cho dễ nào mọi người ha. Dễ rất là xúc động á. Rồi, không sao cả ha, rồi. Mình mạnh mẽ lên đàn ông mà. Em có bạn bè thân gì không? Có một ít lắm em. Coi như anh là người nhà đi, nha, có anh bên cạnh em. Dạ, rồi dạ. Xong, may mắn. Bây giờ chúng ta mở rào ra cho hai bên nói chuyện đi. Rồi, mở rào. Mạnh mẽ lên. Nào. Chào em. Thôi để em chủ động nha. Cố lên. Cố lên. Đó, đúng rồi. Dạ, xin phép gửi tặng anh món quà ha. Dạ, thì anh cũng gửi em món quà lại. Vỗ tay. Xin phép gửi tặng cho chị mà một diễn viên mà em yêu quý từ rất rất là lâu nay, chị Cát Tường xinh đẹp. Chị cảm ơn em. Cảm ơn chị Cát Tường. Chị cảm ơn em nha. Không khí nó hơi bị ảm đạm đúng không cả nhà? Mình thay đổi không khí được không ạ? Cho được. Em chàng vỗ tay nữa được không ạ? Xin cảm ơn. Em sẽ dẫn một cái chương trình dành cho thiếu nhi để cho mọi người trẻ trung lại được không ạ? Coi như đây thiếu nhi của em đó. Dạ giờ anh có thể trợ diễn giùm em luôn được không? Được. Bây giờ anh là thiếu nhi nhí của em đi, MC nhí của em nha. Rồi anh đứng đi, tưởng tượng là đây là khán giả của mình ha. Em nói gì anh cứ cười thôi, ok. Dạ, dạ lời đầu tiên Xuân Lộc cũng như là bạn MC nhí dễ rất là hân hoan chào đón quý vị phụ huynh cùng với các bạn thiên thần nhỏ đã đến với chương trình Vườn Âm Nhạc trong số đặc biệt chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 ạ. Xin mời mọi người hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cho chương trình Vườn Âm Nhạc được bắt đầu ạ. Bạn thân yêu ơi, nhanh chân ta đến nơi này, thăm vườn âm nhạc dịu khi ba đi thu. Bạn thân yêu ơi, nơi đây là một sân chơi, bao điều mới lạ của âm thanh đất trời. Xin lỗi ạ. Cảm ơn bạn ạ, cảm ơn MC nhí. Dễ. Bye bye. Trời ơi, em làm gì em bắt tay ta, cái ta đưa tay ra cái em rút tay ta lại. Bắt tay lại cái nào? Tay cái gì đó. Bình tĩnh cười rồi thấy không? Đẹp trai bị hơi đen chút thôi. Không sao chân á, chân thành lắm. Rồi, chúng ta nói chuyện cứ nghĩ sao nói vậy, không sao chân hả, dễ ha. Dạ dạ. Anh có thấy thoải mái hơn chưa? Cười nãy giờ cười cũng nhiều đúng không ạ? Thoải mái lên chứ đúng không? Mà tại sao trong cái khoảng thời gian đó mình không gặp bạn hay sao mà mình không có một cái mối quan hệ để tìm hiểu? Tại vì da nó cũng hơi ngâm á, nó cũng ngại. Làm công ty là đàn ông thôi. Dạ, không có một bóng hồng luôn ha anh? Không, không có. Vậy không có lập lờ luôn hả? Có mà người lớn tuổi hết trơn rồi. À vậy là không có tính lớn tuổi đúng không? Ở đây lớn tuổi nè. Mình lớn có 2-3 tuổi đâu có sao. À vậy đó, không sao, không sao mình. Anh cảm về em như thế nào? Thì lần đầu tiên thì cũng tiếp xúc với phụ nữ, thấy em cũng dễ thương, linh hoạt. Cũng chia sẻ với mọi người, đến hiện tại bây giờ em sinh hoạt trong môi trường đoàn đội nên bản thân em có một cái sự dạn dĩ. Cái hoàn cảnh gia đình em không phải như những gì mà em tươi cười như vậy. Nhưng mà em cảm thấy là mình là một người sống lạc quan. Em yêu đời, yêu người nên lúc nào em cũng tươi trẻ hết. Đúng không ạ? Anh vỗ tay. Vỗ tay à. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh lúc này là như thế nào? Thì bây giờ em nói đi thì anh cảm nhận như sao vậy? Nói chung là bù qua đắp lại cũng được rồi. Thật sự ra khi mà em cảm thấy anh rơi nước mắt như vậy, bản thân em đồng cảm nhiều lắm. Anh thì nghĩ bản thân anh như thế nào? Bên là do em chứ sao giờ anh thì anh... Thường thì em thích người đàn ông mạnh mẽ. Chắc luôn nữa. Cả cái sự chủ động luôn. Nữa về bên kia làm chồng mà đây vợ quá. Bây giờ em đặt vấn đề luôn.
bây giờ theo em thì anh sẽ làm gì? Nói hỏi đi. Giờ em thì em kinh doanh buôn bán, rồi em anh phụ gì được thì anh phụ nha. Được không? Ví dụ như anh có cái tài lẻ nào ngoài cái công việc hiện tại của anh đang làm việc không? Ví dụ như em đang livestream đi, em gợi ý em nhờ anh vô online live được không? Chắc không quá. Chắc phải học. Học chứ, vậy là phải học. Từ từ phải có thời gian trao đổi tìm cô hiểu. Vừa là bạn, vừa có thể là gọi là hướng dẫn em buôn bán kinh doanh, mà anh nghĩ rằng là anh này rất là chịu khó. Dạ. Chịu khó lắm đó. Em cần cái bờ vai cho em nương tựa. Mình mạnh mẽ quá, nhưng mà mình là phái nữ mà đôi lúc mình rất là yếu lòng. Dạ em phải mạnh mẽ lên và ngồi thẳng thớm lên, hoặc là đứng dậy tới nắm tay hát con gái này. Hát bài đâu biết hát không? Dạ. Nào đứng lên đi tới đi lui thì chứ giờ nó không biết để tay đâu luôn mà. Rồi thoải mái đi. Mà buồn lắm, nhạc nhạc buồn mà. Kể nó buồn mà chơi luôn đây. Trời. Rồi em ngồi đâu? À, thì em cứ đứng đây anh ngồi đi luôn đó. Dạ. Rồi bắt đầu. Rồi em hát nha. Rồi bây giờ là cầm món quà lại đi. Ừ đó đúng rồi, cho thoải mái luôn. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ tơ hồng. Thì đây anh đang nhắn cỏ, tặng em coi như bó ngỏ lòng. Anh chắc em đã biết. Rồi rồi rồi. Mỗi lần mà bạn em bùa em hát bài này bảo đảm bạn em vui vậy thôi. Quan trọng trái tim của rung động hay không thôi. Tất cả bỏ qua một bên. Cái gì rồi chúng ta không thể làm được. Nhưng nếu con tim không rung động thì chúng ta không thể nào cãi lên nó được cả. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Bây giờ sao bấm vậy em? Em có bấm mà chắc nút không ăn hay sao? Còn em gái? Dạ em rất là thích bạn này. Cũng như là rất là trân trọng khoảng đường xa xôi bạn đến đây. Rất là cảm với bạn rất là nhiều chuyện. Cũng như là về cuộc sống của bạn. Về tính cách của bạn rất là hiền. Mà em nghĩ em năng động quá, có vẻ là em sẽ không hợp với bạn. Rồi thôi, hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình.